Bây giờ là thời lượng dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên các kênh sóng của truyền hình Vĩnh Long. Chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Bệnh viện Đà Nẵng đạt chuẩn điều trị đột quỵ quốc tế. Cà Mau khảo sát y tế khu vực có nhiều người mắc ung thư. Cảnh báo nhiễm độc thần kinh do bệnh tay chân miệng. Ngư dân bị cá mập tấn công trên vùng biển Hải Phòng. Hai thanh niên trộm vé số bị người dân truy bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Khởi động chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mở đầu là một thông tin phấn khởi về y tế. Thưa quý vị, Tổ chức Đột quỵ Thế giới vừa trao giải thưởng chất lượng Platinum trong cấp cứu và điều trị đột quỵ cho khoa đột quỵ Bệnh viện Đà Nẵng. Đây là một trong 10 cơ sở y tế tại Việt Nam đạt chuẩn chất lượng trong điều trị đột quỵ chuẩn quốc tế và cũng là điểm sáng trong cấp cứu và điều trị đột quỵ ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại Cà Mau, trước thông tin ấp Khánh Tư, xã Đông Thới, huyện Cái Nước có nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư và tử vong, Sở Y tế tỉnh này đã tổ chức đoàn công tác khảo sát và đánh giá các nguy cơ gây bệnh ung thư tại khu vực này. Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau phối hợp cùng chính quyền địa phương và trạm y tế xã Đông Thới đã đến tìm hiểu tiền sử mắc bệnh ung thư của từng hộ dân trên địa bàn, đồng thời khảo sát nguồn nước uống và sinh hoạt ở các gia đình. Ấp Khánh Tư có hơn 1.200 nhân khẩu. Trong vòng 20 năm qua, tại đây có 27 ca mắc bệnh ung thư, chủ yếu là ung thư gan và ung thư phổi. Theo đánh giá của đoàn khảo sát, tỷ lệ số ca mắc ung thư tại đây không cao hơn so với tỷ lệ mắc của tỉnh Cà Mau. Khảo sát nguồn gốc, chất lượng, cách chế biến và bảo quản thực phẩm của người dân ấp Khánh Tư cũng không có sự khác biệt. Nguồn nước uống được cung cấp đảm bảo chất lượng theo quy định. Trước mắt thì ngành y tế tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không nên hoang mang mà phải tích cực thực hiện một số biện pháp phòng bệnh ung thư để góp phần hạn chế số ca mắc và tử vong. Điều quan trọng là người dân phải nhanh chóng thay đổi thói quen sinh hoạt ăn uống. Bên cạnh chế độ ăn uống dinh dưỡng hợp lý thì cũng nên thường xuyên luyện tập thể dục để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể, đồng thời khám sức khỏe định kỳ để tầm soát nguy cơ. Thông tin tiếp theo cũng liên quan đến sức khỏe. Thưa quý vị, tình hình bệnh sốt xuất huyết tại nhiều địa phương đang bước vào giai đoạn cao điểm. Tại Quảng Nam, thời gian gần đây thì số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn tăng cao, trong đó nhiều trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng. Điều này báo động về nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong thời gian tới. Ngành y tế địa phương đang khẩn trương khoanh vùng xử lý các ổ dịch. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Rung giật nhãn cầu hay giật mình và yếu chi là những triệu chứng nặng của bệnh nhi này khi mắc bệnh tay chân miệng do chủ quan. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Nam, đến nay tỉnh ghi nhận gần 1.000 ca mắc sốt xuất huyết tại 16 trên 18 huyện, thị xã, thành phố, tăng hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Hiện trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Nam xuất hiện gần 40 ổ dịch, nhiều nhất là thị xã Điện Bàn và thành phố Tam Kỳ với 7 ổ dịch. Điều đáng nói là nhiều người bị nhầm lẫn dấu hiệu giữa sốt xuất huyết và COVID-19, khiến cho việc điều trị giai đoạn sớm của bệnh sốt xuất huyết bị trì hoãn. Bên cạnh sốt xuất huyết thì bệnh tay chân miệng cũng được cảnh báo khi mà chỉ trong vòng 2 tháng qua, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận gần 1.000 trẻ em mắc bệnh. Mặc dù đây là bệnh lưu hành hàng năm tại Việt Nam, nhưng mà các bác sĩ cảnh báo năm nay là thời điểm chu kỳ của dịch, số ca mắc sẽ tăng nhanh và trẻ mắc bệnh dễ bị biến chứng nặng. Rung giật nhãn cầu hay giật mình và yếu chi là những triệu chứng nặng của bệnh nhi này khi mắc bệnh tay chân miệng. Do chủ quan nên khi gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám thì trẻ đã xuất hiện viêm não. Gia đình cũng chủ quan thấy nó nổi ban ở chỗ nổi ban ở ngực này, thì gia đình cũng chủ quan là theo con là hay bị dị ứng thời tiết ấy, thì cũng cho con đi khám lại thì uống thuốc dị ứng thời tiết con nó hay lặn, nên là gia đình cũng chủ quan. Các thầy đến tối thì con có biểu hiện lạ và ôm chầm bố như này, lúc nào ôm cổ ấy thì sợ ấy. Bệnh như này cũng mắc bệnh tay chân miệng ở độ 2B. Đây là mức độ trung bình có biểu hiện nhiễm độc thần kinh và được chỉ định nhập viện ngay. Nhịp tim cháu nhanh này, sốt cao này, cả ngủ thì nó bị giật mình đấy. Thì bác sĩ bảo là chuyển độ 2B rồi, thì cho cháu nhập viện đến đây. Hiện mỗi ngày có từ 15 đến 40 trẻ được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ định nhập viện do có các biến chứng của bệnh tay chân miệng. Các bác sĩ đánh giá năm nay bắt đầu chu kỳ mới của dịch nên số trẻ mắc tăng nhanh trong 2 tháng gần đây. Đa phần trẻ mắc bệnh có biểu hiện nhẹ.
Tuy nhiên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có những biến chứng nguy hiểm. Khi mà chúng ta nghi ngờ bệnh tay chân miệng thì chúng ta nên phải cho con đi khám ở cơ sở y tế để được các bác sĩ hướng dẫn cái cách chăm sóc, và là một thứ hai nữa điều quan trọng hơn là cách theo dõi để phát hiện các cái dấu hiệu mà có nguy cơ nặng. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu trẻ có một trong các triệu chứng như sốt trên 38,5 độ, kéo dài hơn 48 giờ và không đáp ứng được với thuốc hạ nhiệt, giật mình, quấy khóc dai dẳng, thì phụ huynh cần phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và điều trị kịp thời. Không nên chủ quan tự theo dõi tại nhà, dễ dẫn đến hậu quả khó lường ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Trước tình trạng trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện các sự cố lún sụp ở một số tuyến đường gây mất an toàn cho các phương tiện tham gia giao thông. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các đơn vị kiểm tra, khảo sát và xác định nguyên nhân gây sụp lún trên mặt đường. Để xử lý khắc phục tình trạng lún sụp và đảm bảo an toàn giao thông, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Xây dựng chủ động rà soát, kiểm tra hệ thống cống thoát nước hiện hữu, ưu tiên các đối tượng tuyến cống cũ. Các trung tâm, khu vực trung tâm và các tuyến đường trục chính nhằm phát hiện các hư hỏng, kịp thời sửa chữa, không để xảy ra tình trạng lún sụp mặt đường như trong thời gian qua. Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông Đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông Đô thị được yêu cầu tăng cường công tác tuần tra, phát hiện ngay các vị trí có nguy cơ lún sụp mặt đường trên địa bàn thành phố, từ đó có biện pháp khắc phục sửa chữa ngay, đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện tham gia giao thông. Mới đây thì một ngư dân ở huyện đảo Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đã bị cá mập cắn trọng thương khi đang lặn đánh bắt hải sản ở vùng biển gần đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng phối hợp cùng Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ đã cấp cứu kịp thời cho ngư dân này. Thông tin ban đầu, đồn biên phòng Bạch Long Vĩ nhận được yêu cầu cứu nạn khẩn cấp của anh Võ Văn Tánh, thuyền trưởng tàu QN0606TS, về việc trên tàu có một ngư dân gặp nạn khi đang khai thác thủy sản ở khu vực cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 12 hải lý về phía đông đông bắc. Đồn biên phòng Bạch Long Vĩ đã điều tàu cùng với 8 chiến sĩ và 2 nhân viên Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ khẩn trương tiếp cận tàu cá có ngư dân gặp nạn để cấp cứu. Thời điểm tiếp cận, nạn nhân là anh Võ Văn Đạt, 32 tuổi, trú huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh, đang trong tình trạng bị choáng do mất nhiều máu, bắp chân phải bị dập, mạch chậm. Nạn nhân nhanh chóng được đưa về trạm Trung tâm Y tế Quân dân y Bạch Long Vĩ. Nhờ cấp cứu kịp thời nên nạn nhân đã qua giai đoạn nguy kịch, tiếp tục được đưa về đất liền để điều trị. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một người đàn ông làm bảo vệ cửa hàng giày dép được phát hiện là tử vong bất thường trong lúc nằm ngủ sau bữa cơm trưa. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa qua, nhân viên một cửa hàng giày dép trên đường Lã Xuân Quai ở phường Tăng Nhân Phú A, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ra gọi ông NTN, 65 tuổi, ngụ tại tỉnh Đắk Lắk dậy để trông xe máy cho cửa hàng. Gọi mãi mà ông N không dậy, nhân viên này đến gần kiểm tra thì phát hiện ông N đã tử vong. Ngay sau đó, công an thành phố Thủ Đức đã đến phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ vụ việc. Theo nhân viên cửa hàng, ông N ăn cơm trưa vào lúc 11 giờ 30 phút, sau đó nằm trên ghế bố để ngủ trưa thì xảy ra vụ việc. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Hai thanh niên trộm vé số bị người dân truy bắt tại thành phố Hồ Chí Minh. Bắt quả tang 27 đối tượng đánh bạc ăn tiền tại Kiên Giang, tạm giữ trên 100 triệu đồng. Khởi động chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Lợi dụng lúc quầy vé số không có người trông giữ, hai thanh niên đã trộm vé số rồi bỏ chạy. Công an phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với hai người liên quan đến vụ trộm vé số trên. Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, hai nam thanh niên chở nhau bằng xe máy chạy đến dừng trước quầy bán vé số trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thế Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Quan sát thấy không có người, nam thanh niên ngồi sau xe máy nhanh tay gom nhiều xấp vé số trên quầy. Phát hiện vụ việc, chủ quầy vé số đứng bên kia đường liền lao qua định giữ lấy kẻ trộm, nhưng cả hai đã bỏ chạy. Chủ quầy vé số cũng cho biết hai đối tượng lấy đi khoảng 6 xấp vé số, mỗi xấp chừng 10 tờ.
Một nam thanh niên đứng gần đó đã điều khiển xe máy truy đuổi hai kẻ trộm qua nhiều tuyến đường. Công an tỉnh Bình Dương đang tạm giữ đối tượng Trần Thị Thanh, sinh năm 1999, quê ở Thanh Hóa, để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt giữ, thì đối tượng này đã tạo lập tài khoản trên mạng xã hội, giả dạng rồi kết bạn với nhiều người để làm quen nhằm chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, theo điều tra, do tham gia chơi cờ bạc qua mạng và thiếu tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Thị Thanh đã sử dụng phần mềm ẩn địa chỉ IP thật để tạo lập tài khoản trên mạng xã hội. Đầu tháng 9 năm 2021, Thanh giả làm con trai, tự xưng tên là Hoàng Dương và ngỏ lời yêu đương, sau đó mượn 115 triệu đồng từ chị V. Tiếp đó, Thanh liên hệ với anh B là anh trai của chị V để mượn tiền đầu tư tiền điện tử, với hứa hẹn sẽ trả lại với lợi nhuận cao. Để tạo niềm tin, Thanh cũng nhiều lần chuyển lại những số tiền nhỏ cho anh B và nói là tiền lãi từ đầu tư tiền ảo, sau đó tiếp tục yêu cầu anh B đầu tư số tiền lớn hơn. Tổng cộng anh B đã nhiều lần chuyển khoản cho Thanh với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Qua xác minh điều tra, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định và mời Thanh đến làm việc. Tại cơ quan công an, Thanh thừa nhận ngoài lừa đảo chị V và anh B, đối tượng cũng thực hiện lừa đảo nhiều người khác với số tiền từ 10 đến 100 triệu đồng. Số tiền Thanh chiếm đoạt khoảng 3,85 tỷ đồng. Còn liên quan đến tệ nạn cờ bạc, Công an phường Vĩnh Hiệp vừa phối hợp với Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đột kích bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn tiền tại bãi đất trống phía sau nhà người dân, tạm giữ nhiều đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu. Tại hiện trường, lực lượng công an đã bắt được 27 đối tượng, tạm giữ số tiền trên 100 triệu đồng, 7 bộ bài tây, 1 bộ tài xỉu và một số tang vật khác có liên quan. Bước đầu, các con bạc thừa nhận, hàng ngày có nhiều người đến tụ điểm đánh bạc này để chơi đá gà và lắc tài xỉu ăn tiền, mỗi lần ăn thua từ vài trăm ngàn đến vài triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng tổ chức đã chọn địa điểm đánh bạc xa khu dân cư và được bao bọc bởi rừng cây tùm cạnh một con sông và cử người canh giữ từ xa. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá thụ lý và tiến hành lấy lời khai các đối tượng để xử lý theo quy định. Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Suntory PepsiCo Việt Nam vừa tổ chức lễ khởi động chương trình Triệu Cây Xanh vì một Việt Nam Xanh năm 2022. Trong chương trình năm nay, các bạn đoàn viên thanh niên khi tham gia đều có cơ hội góp cây xanh để trồng rừng đầu nguồn bằng chính hoạt động cụ thể của mình, như thực hiện cam kết xanh, hành động xanh, trồng cây ảo, chạy, đi bộ trực tuyến. Tất cả đều được ban tổ chức ghi nhận và quy đổi sang cây xanh tương ứng để góp vào chương trình. Dự kiến trong năm nay sẽ quy đổi và đóng góp được 60.000 cây xanh. Chương trình ý nghĩa này không chỉ góp sức của tuổi trẻ Việt Nam vào công cuộc phục hồi rừng đầu nguồn, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, mà thông qua đó còn góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên về vai trò, tầm quan trọng của cây xanh, của rừng, cùng tính cấp thiết của việc trồng, bảo vệ rừng, bảo vệ các tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, không khí. Tại Quảng Ngãi, nhà trưng bày bộ xương cá ông Lăng Tân ở huyện đảo Lý Sơn vừa hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và trở thành điểm đến mới trên đảo. Xuất hiện trên bản đồ du lịch Lý Sơn chưa lâu, nhưng nhà trưng bày bộ xương cá ông lại thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Nằm ở thôn Đông An Vĩnh, huyện Lý Sơn, nhà trưng bày bộ xương cá ông hay còn gọi là cám voi đã đón khách đến tham quan. Khi đến du lịch tại đảo, hầu hết du khách đều đến nhà trưng bày để chiêm ngưỡng hai bộ xương cá ông cỡ lớn. Cũng là lần đầu tiên trong đời mình được xem một cái bộ xương của cá ông, cá voi. Thực sự mà nói là rất là lớn và nó không nằm trong cái sự tưởng tượng của mình. Từ xưa nay chưa bao giờ biết được chứng kiến thực tế như thế nào, nhưng mà đúng là khi mà mình chứng kiến thật sự này thì thấy nó quá lớn. Hai bộ xương cá ông có niên đại từ khoảng 250 đến 300 năm tuổi, với chiều dài lần lượt là 18 m và 22 m, cao gần 4 m. Ngoài được chiêm ngưỡng hai bộ xương cá ông lớn, khi đến đây, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa tín ngưỡng thờ cúng cá ông của người dân trên đảo. Khi mà được tìm hiểu về cái thờ cá ông Lý Sơn thì thấy là người dân ở Lý Sơn của mình cũng như là ở khắp các nơi dân biển thì rất là tôn thờ cá ông. Và có một sự trân trọng rất là lớn đối với cái di tích của cá ông để lại ở vùng đất Lý Sơn này. Và cảm nhận là mình thấy là cái văn hóa tín ngưỡng của người dân luôn luôn được duy trì.
tạo sức hút cho du lịch trên đảo không chỉ dựa vào cảnh quan và những thuận lợi thiên nhiên ban tặng, mà còn phải khai thác tiềm năng từ văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Và tục thờ cúng cá ông được xem là tài nguyên du lịch mới để Lý Sơn làm phong phú thêm sản phẩm du lịch đặc trưng, qua đó kéo dài thời gian trải nghiệm cho du khách khi đến đây. Chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Thanh Vy ngay sau đây để điểm qua những thông tin đáng quan tâm vừa được đăng trên các báo. Xin mời Thanh Vy. Cảm ơn Thành Đô và chị Như Thanh. Thưa quý vị, trên trang nhất của hầu hết các báo hôm nay đăng tải thông tin về trận bóng tối qua giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia. Trong đó thì báo Thanh Niên có bài viết với tựa đề là nhẹ nhàng vào tứ kết. Và trước khi trận đấu diễn ra thì huấn luyện viên U23 Malaysia tuyên bố mạnh mẽ là Malaysia sẽ ngáng chân Việt Nam. Nhưng mà thực tế, Malaysia chỉ sức kháng cự yếu ớt và hầu như hết động lực thi đấu. Chính vì vậy mà U23 Việt Nam đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 vào tối qua để ghi tên vào tứ kết vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 một cách xứng đáng. Cũng trên báo Thanh Niên thông tin, lao động từ 15 tuổi trở lên khi tham gia thị trường lao động sẽ được cấp mã định danh việc làm điện tử. Đó là đề xuất đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia, dự kiến sẽ triển khai trên toàn quốc với cơ sở dữ liệu dân cư. Đại diện bộ này cho biết đây là cơ sở dữ liệu về lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ quan quản lý dễ dàng thực hiện các chính sách đào tạo, hỗ trợ lao động, cân đối cung cầu. Vận tải tăng cước vì giá xăng dầu cũng là bài viết đáng chú ý đăng trên báo Thanh Niên. Bài báo cho biết là du lịch khởi sắc, hàng hóa thông thương, các doanh nghiệp vận tải vừa hồ hởi giật dậy hậu Covid-19 đã lại lao đao, lo thắt lưng buộc bụng vì giá nhiên liệu liên tục lập đỉnh. Riêng đối với vận tải hàng không, có hãng hàng không tổng chi phí nhiên liệu tháng 5 tăng 577 tỷ đồng, tương đương khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Nội dung chi tiết trên trang 6 của báo Thanh Niên. 7 năm qua, thầy Thích Đức Minh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh miệt mài đi tìm xe lăn cũ, mua thêm linh kiện về sửa lại cho mới để tặng những người khuyết tật khắp cả nước. Báo Thanh Niên hôm nay có bài viết nói về việc làm đầy ý nghĩa này. Số phát hành hôm nay báo Thanh Niên còn nhiều thông tin đáng quan tâm, như là hôm qua nhiều đại biểu Quốc hội liên tiếp tranh luận với trả lời của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước khi ông nói nhà nước phải can thiệp giá xăng, còn với giá sách giáo khoa thì hiện chưa có cơ sở để bình ổn. Bộ trưởng Hồ Đức Phước nói sách giáo khoa không phải là mặt hàng nhà nước định giá mà doanh nghiệp sản xuất sách giáo khoa tự quyết định giá và kê khai giá với Bộ Tài chính. Người mua sẽ lựa chọn để mua chỗ nào tốt nhất, giá rẻ nhất. Hàng trăm người lao động nghèo vô cùng phấn khởi khi tham gia ngày hội đổi rác thải nhựa lấy quà do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức trong chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022. Mạng xã hội hiện đang có rất nhiều kênh chia sẻ về cách học văn, thu hút đông đảo bạn trẻ yêu thích, theo dõi và tương tác, trong đó có rất nhiều học sinh phổ thông. Báo Thanh Niên đặt câu hỏi, liệu đây có phải là cách tiếp cận thú vị cho những học sinh muốn học giỏi môn văn? Chúng ta cùng chuyển sang những thông tin đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ. Cùng đội ngũ áo trắng dược bão là bài đăng trên trang báo này số ra ngày hôm nay. Tác giả nêu lên vấn đề bóng mây u ám đang bao phủ ngành y tế sau khi hàng loạt cán bộ lãnh đạo ngành này bị bắt giữ do những sai phạm liên quan đến công ty Việt Á cùng một số vấn đề khác. Có sai phạm là phải xử lý, nhưng không vì những sai phạm, không vì hàng loạt cán bộ và lãnh đạo bị dướng vào vòng lao lý mà làm ảnh hưởng đến hệ thống y tế, đội ngũ y bác sĩ lo lắng và hệ lụy là sức khỏe của mọi người dân bị giả lây. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong phiên họp sáng ngày 7 tháng 6 giờ Mỹ, các thành viên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã bỏ phiếu bầu các chức danh chủ tịch và các phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77. Theo đó, Đại sứ Szabó Gyöngyi người Hungary được bầu làm chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77. Cuộc họp cũng đã đồng thuận bầu Việt Nam trở thành một trong những phó chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khóa 77, đại diện cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Việt Nam sẽ đảm nhiệm vị trí này trong vòng 1 năm kể từ ngày 13 tháng 9 năm 2022, báo Tuổi Trẻ thông tin. Trong bài viết mất nhà vì dự án xây bằng giấy phép tạm đăng trên trang 6 của báo Tuổi Trẻ, tác giả cho biết chủ đầu tư tự lập dự án xây 43 căn nhà trên khu đất gần 3.000 m2 bằng các giấy phép xây dựng tạm rồi bán thông qua di bằng. Nay, Ủy ban Nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh buộc tháo dỡ một phần công trình khiến cho các hộ dân lao đao. Báo Tuổi Trẻ cho biết hôm qua, hội nghị về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức với sự tham gia trực tuyến của 63 tỉnh thành cùng một số cơ quan chức năng liên quan.
chủ yếu là bàn về giải pháp chống gian lận khi tính cạnh tranh của kỳ thi này được xác định vẫn ở mức cao. Ghi nhận tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, thời gian gần đây thì mỗi ngày khoa chấn thương chỉnh hình tiếp nhận hơn 30 trường hợp tai nạn thương tích trẻ em nhập viện. Tình trạng này gia tăng nhiều so với thời điểm trước đó khi đã vào kỳ nghỉ hè. Theo các bác sĩ, tai nạn thường gặp nhất ở trẻ em là bỏng, ngộ độc, gãy tay chân, té ngã gây chấn thương, tai nạn giao thông, đuối nước. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.